các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc ghế chắc hẳn bạn trai nào chơi game cũng sẽ thích nó cho mà xem. Vâng, đó chính là chiếc ghế mà bạn vừa có chỗ ngồi, vừa có chỗ để bàn phím và kể cả cái màn hình ở trên nữa. Thậm chí mình chơi mệt xong có thể lăn ra là ngủ trên đó cũng được. Thích lắm chứ gì. Mình lắp xong mình sẽ cho các bạn xem nó. Vậy nha. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu đi ráp gáp cái bộ khung đó cho các bạn xem nha. Vâng, và đây là những gì mà hồi nãy giờ từ đầu tới giờ mình nói. Như các bạn cũng thấy chưa, vừa là một cái ghế để ngồi chơi game, vừa là một cái bàn chơi game, thậm chí có thể còn ngửa ra để mình nằm ngủ nữa. Sướng đúng không? Đây, mình cho các bạn coi nha. Im đúng không? Ngồi thích liền. Mấy bạn nam nào mà coi tới cái video này á, tới đây á, chắc chắn là ghiền rồi mới coi tới đây chứ gì. Có cái này hay hơn. Ghiền rồi chứ gì. Rồi, còn nữa nè, chưa đâu nha. Nâng chân lên nữa nè. Đấy. Mệt thì ngã ra ngủ luôn. Sướng thế là còn gì. Đấy. Nâng lên. Hạ xuống. Đấy. Nâng lên. Đấy, hạ xuống. Đấy. Nhưng mà có một điều đáng tiếc hơn là hiện tại bên mình chỉ lắp được cái ghế này thôi, nhưng mà hiện tại thì chưa có cái CPU, cái màn hình, rồi bàn phím để lắp cho mấy bạn coi. Cũng khá là đáng tiếc. Nếu như có thì lắp vô cho mấy bạn coi test thử thì cũng khá là ok.